Chào mọi người, Du Cây đây. Hôm nay ta sẽ cùng nhau đổi gió qua bộ phim kinh dị, nơi có những anh chàng cá tính thích gắn đinh lên người. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Du Cây Review nhé. Ở giữa một thành phố mù sương nào đó là cô nàng luật sư có tiếng làm việc cho ông chủ voi. Cô ta đang vội vã đi dọc trên con đường nhỏ cũ kỹ như thể sợ bị người ta phát hiện ra. Mục tiêu của cô là một ông lão tóc muối tiêu. Hai người trao đổi với nhau một bao lớn tiền đô và một cái hộp gỗ bí ẩn. Sau khi ông lão cầm tiền thì chưa rời đi mà nhìn chằm chằm vào cô luật sư, nói với cái giọng khàn khàn rằng phải cẩn thận khi đụng tới thứ bên trong hộp gỗ, nó sẽ kéo cô xuống địa ngục đó. Ta đến với anh chàng Joey, một chàng trai trẻ tuổi sành điệu thông minh sáng dạ. Cậu ta được mời đến tham dự một buổi tiệc sang trọng tổ chức trong cái biệt thự triệu đô của ông Roland White ở Massachusetts. Trong bữa tiệc thì ông chủ giàu có đã dẫn Joey vào phòng khác rồi nhờ cậu giải dùm khối hộp giải đố kỳ lạ. Cậu vặn vặn vài lần rồi bỗng nhiên một con dao bật lên đâm thẳng qua bàn tay cậu ta. Rồi một cánh cổng kỳ lạ và hàng loạt dây xích bay tới xé xác Joey ngay lập tức. Còn lão voi kia chỉ ở một góc ngoái nhìn chúa tể địa ngục Leviathan. 6 năm sau đó, Riley đang có cuộc sống mới với anh trai Matt và Colin cùng với cô bạn cùng phòng Nora. Bạn trai cô là Trevor đã kêu cô cùng nhau đi mạo hiểm trộm đồ trong một phòng đồ ma ám bỏ hoang từ lâu. Trong đó có một cái hộp giải câu đố giống cái ta thấy khi trước. Do Riley không muốn gặp rắc rối nên cô đã về trước, nhưng anh trai Matt rất bực mình lo lắng cho em gái nên đã chửi Riley thậm tệ. Cô buồn bã đi ra công viên ngồi giải khối vuông giải đố mà không biết sự nguy hiểm của nó. Bỗng một lưỡi dao bật ra ngoài nhưng không đâm trúng tay cô, rồi một tên Cenobite xuất hiện ngay sau Riley. Đó là những thực thể vặn vẹo được một cô nàng cá tính đầu gắn đầy đinh làm trưởng nhóm. Cô ta yêu cầu Riley phải đưa khối hộp cho một nạn nhân khác. Sự xuất hiện bất đáng sợ đó làm Riley hết hồn lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Sau đó ít lâu, Matt nhận thấy mình đã nặng lời với em gái nên anh cũng ra công viên tìm Riley. Nhưng khi anh tới nơi thì thấy Riley đang nằm một đống ở đó, một tay nắm chặt khối hộp dài đó không buông. Rồi Matt bối rối nên đã làm một điều xà lơ là cố gắng lấy khối hộp kia. Thế là một lưỡi dao sắc bén đã bật ra đâm vào tay Matt. Sau khi Riley tỉnh lại thì anh cũng đi rửa vết thương, còn khối hộp kia thì bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bỗng nhiên của nhà vệ sinh mở toang ra. Khối hộp ma quái kia đã biến thành cánh cổng kéo anh trai Riley vào một thế giới khác. Cô nghe được tiếng Matt la hét thì chạy nhanh vào nhưng lại không thấy anh trai mình đâu cả. Cô lo lắng hoảng sợ rồi gọi điện cho cảnh sát thông báo về sự mất tích bí ẩn của anh trai. Dù cho mọi người đã lùng sục khắp nơi nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra được bất cứ điều gì đã xảy ra của Matt. Thế là Riley với Trevor mang khao khát tìm hiểu sự thật đằng sau bí ẩn đó nên họ đã đi tìm kiếm đầu mối dẫn tới Serena Menaker, một nhân viên cộng cán của lão voi và cũng là người đã để khối hộp vào căn phòng nhóm kia tới trộm. Khi cô ta muốn giành lại khối hộp từ tay Riley thì kết quả là đã bị một lưỡi dao làm cho chảy máu. Sau khi Riley với Trevor chạy ra khỏi chỗ đó thì Serena cũng bị một xe Nobile tới hỏi thăm. Tối hôm đó, Riley đã lên mạng tìm kiếm mọi thông tin có thể về lão Roland White, một người giàu có nhưng toan tính độc ác. Cô cũng biết lão ta có ám ảnh kỳ lạ với việc tìm kiếm sở hữu những cổ vật xa xưa. Lúc trước lão White đã mời khách khứa tới biệt thự riêng, nơi xảy ra nhiều vụ việc bí ẩn. Cô nói việc mình mới tìm hiểu cho bạn trai Trevor nhưng anh mặc kệ rồi cầm lấy khối hộp muốn quăng đi, làm cho Riley phải chạy theo đòi lại trước khi có chuyện gì xấu xảy ra. Ngày hôm sau cô tới dinh thự của lão Roland White. Ở bên trong thì Riley đã tìm thấy nhiều thứ có liên quan đến mấy cái hình dạng của khối hộp nguy hiểm kia từ ghi chép của một người luật sư cũ. Mỗi hình dạng lại cần một nạn nhân bị con dao sắc bén đánh dấu bằng máu rồi từ đó một tên Cenobite sẽ xử lý bọn họ. Sau đó khối hộp lại bắt đầu biến thành nhiều hình dạng kỳ quái khác nhau. Người nào giữ khối hộp thì phải hy sinh theo nhiều bước khác nhau từ 1 đến 5. Bước đầu tiên là hy sinh mạng sống của mình, sau đó là trí tuệ tình yêu sự tôn trọng và cuối cùng ở bước thứ 6 thì họ sẽ được diện kiến chúa tể địa ngục, kẻ sẽ hoàn thành những khát khao của người hy sinh. Khối hộp đã hoàn thiện sẽ ban cho người sở hữu nó một món quà từ thực thể toàn năng Leviathan, thực thể kiểm soát ngọn lửa địa ngục. Riley bị ám ảnh bởi bóng dáng của người anh mất tích Matt nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đã thành hiện thực khi cô thấy anh trai mình đau đớn. Người con trai yêu đời vui vẻ đáng quý này đã bị lột ra chỉ còn lại cái vỏ bọc đáng sợ của hình dáng khi xưa thôi. Khi bạn bè là Trevor, Colin với Nora tới giải cứu Riley thì cô đã kể lại cho mọi người trải nghiệm khám phá của mình trong dinh thự cũ kỹ của lão già voi. Nhưng nhóm bạn trẻ đột nhập này đang bị lão voi đó quan sát qua những lỗ nhỏ trên bức tường khắp tòa nhà to lớn này. Hắn ta đã bị cắt xẻ nhiều chỗ nhưng vẫn còn sống khỏe. Lão ta chớp lấy cơ hội lao về trước lấy con dao từ hộp giải đố đâm lén cô bạn Nora một phát. Cả đám sau đó điên cuồng tìm đường chạy thoát khỏi cái biệt thự đó, rồi khi ra được xe thì cả nhóm thở phào một hơi, hy vọng rằng sẽ không còn nguy hiểm gì đằng sau nữa.
nhưng hy vọng đó chợt vụt tắt khi Nora bị đám Cenobite vặn vẹo kia bắt đi, đó là sinh vật đáng sợ được triệu hồi từ cái hộp giải đố kia. Bà chị cầm đầu nhóm nhạc tên đầu đinh kia tiến ra chế giễu Nora, rồi chúng tra tấn cô từ từ và đau đớn trong ngọn lửa địa ngục. Con bạn bị như vậy đó, nhưng không ai biết và đám bạn vẫn đi như thường. Riley vô tình thấy hình ảnh phản chiếu cảnh Nora bị mấy tên quái dị kia tra tấn. Khi cả nhóm tấp xe vào lề thì Riley cũng chạy ra ngoài định ném cái hộp câu đố đi thật xa xuống sông. Nhưng bỗng nhiên cô nàng đầu đinh mặt thẹo trưởng nhóm xuất hiện ngay đó rồi cảnh cáo Riley đừng có mà làm điều gì dại dột. Cô nàng đó cũng nói rằng nếu Riley muốn đạt được tới hình dạng biến hóa cuối cùng của khối hộp câu đố kia thì cô phải hiến tế. Dù là hiến tế bản thân hay hiến tế hai người nào khác cho lưỡi dao trên khối hộp đó đều được hết. Trong khi đang cố gắng chạy thoát thì Trevor đã bị một tên Cenobite kinh tởm bắt lại rồi cắn tay anh ta. Trong lúc Riley đang cực kỳ bối rối thì cô chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ nhưng lại thiên tài. Riley liền giải hình dạng tiến hóa tiếp theo của khối hộp giải đố làm nó trồi ra con dao nhọn. Rồi cô lao người tới đâm thẳng nó vào tên Cenobite biến hắn thành vật hiến tế tiếp theo, ít nhất hắn cũng đã buông tha cho cả hai người bọn họ. Cả nhóm sau đó chạy ngược lại về cái biệt thự rồi thấy ở đây có những cánh cửa sắt kiên cố dùng để chặn lũ Cenobite ở ngoài. Riley cũng giải thích với cả nhóm rằng lũ quái vật đó muốn cô phải hiến tế một ai đó trong nhóm này. Nhưng tất nhiên Riley không thể nào làm như thế với bạn bè thân thiết của mình dù cho khối hộp câu đố đã dính máu của cô lên trên đó, nên giờ cả đám chỉ biết ở lại đây thôi. Khi Riley với Colin đi ra để mình Trevor nghỉ ngơi trong căn phòng thì lão voi đã lẻn vào đó nói chuyện với anh ta. Hóa ra là anh ta vốn từ lâu đã làm việc cho lão voi. Và đáng ra thì hắn sắp xếp người hy sinh chính là Riley kia để đổi lấy một điều ước từ chúa tể địa ngục. Tuy nhiên dù cho lão có hiến tế nhiều người lúc trước đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất cứ điều ước nào từ chúa tể địa ngục cả, chỉ có việc bản thân hắn đã biến thành dạng quỷ lai căng mà thôi. Lão trở nên tuyệt vọng đau khổ rồi trốn thoát được khỏi địa ngục với khối hộp giải đố. Sau đó là việc lão dùng khối hộp đó hiến tế người khác với hy vọng có thể giúp lão ta thoát khỏi sự tra tấn dạng nửa người nửa quỷ này. Khi Colin với Riley đi vào thì lão voi vội trốn đi mất. Cô liền ra ngoài nói ra kế hoạch của mình với Colin là mở cửa sắt kia ra rồi dụ dỗ một tên Cenobite đi vào. Khi mà con quỷ gớm ghiếc đó đi vào thì Riley sẽ dùng lưỡi dao trên khối hộp câu đố kia đâm thẳng vào hắn ta hiến tế hắn luôn, thế là cứu được tất cả mọi người rồi. Riley đi ra ngoài đối diện với đầu đinh và bảo rằng bản thân đã sẵn sàng hiến tế rồi. Đầu đinh liền sai một tên Cenobite dưới quyền đi vào theo Riley và ngay khi tên quỷ quái đó đi vào trong ngôi nhà thì cả hai liền đóng sập cửa sắt xuống, nội bất xuất ngoại bất nhập luôn. Nhưng khi Riley cố gắng giải khối hộp kia để nó lòi ra con dao thì tên Cenobite kia đã lao về phía Riley tấn công, làm cô hoảng lên chạy rơi luôn cả khối hộp đó. Sự việc vừa diễn ra xong thì lão voi bỗng từ đâu tiến tới trộm lấy khối hộp giải đố, rồi dùng một dao sắc bén tàn nhẫn đâm thẳng vào người Colin khiến máu của anh thấm đẫm vào khối hộp ma quái. Sau đó lão voi để lại khối hộp kia về ngay giữa căn phòng, Riley chỉ có thể ngạc nhiên trước sự xuất hiện của kẻ độc ác tàn nhẫn này cùng lời nói của hắn ta. Hóa ra lão voi đã tìm kiếm khao khát mới sau khi thực hiện hết toàn bộ các bước hiến tế cần thiết, rồi phần thưởng của lão ta là một bộ máy cơ khí gắn chặt vào cơ thể lão ta. Việc gắn bộ máy vặn xoắn đó vào cơ thể đã khiến lão cực kỳ đau đớn thống khổ, nên giờ điều lão voi mong muốn là quẳng đi thứ quà tặng đáng chết này. Chủ đích thực sự của thực thể Leviathan cũng được hé lộ, nó chỉ muốn tạo dựng một quân đoàn ma quỷ của riêng mình bằng cách lai tạo những cá nhân đã hiến tế đầy đủ thành ác quỷ cho nó mà thôi. Kế hoạch tỉ mỉ tinh tế của lão voi đã thành công, lão hoàn thành hình thái cuối cùng của khối hộp giải đố và thực sự nhốt được một tên Cenobite bên trong tòa dinh thự này, rồi giữ chúng tránh xa lão ta với mấy người đang ở trong dinh thự. Riley dù cho rất sốc khi thấy tên voi quay trở lại dinh thự này, nhưng cô vẫn tiến lên lẻn trộm lấy cái khối hộp giải đố kia rồi mở cánh cửa sắt bên ngoài ra. Xui xẻo thay khi Riley làm điều đó thì chắc chắn là Colin sẽ bị lũ Cenobite kia sâu xé tra tấn cậu ta theo cách tàn độc đau khổ nhất. Để có thể cứu được Colin thì Riley đã chơi thêm một nước cờ nữa là hiến tế luôn cả tên Trevor kia. Hắn bị đánh dấu với lưỡi dao trên với tư cách là vật hy sinh cuối cùng rồi hàng loạt đoạn dây trồi lên kéo tên đó xuống tận địa ngục tăm tối. Do lão voi không thích thú gì với thứ phần thưởng đau khổ lần trước nên lão đang yêu cầu đầu đinh cho lão phần thưởng mới. Cô nàng liền đồng ý điều đó và hứa sẽ cho lão voi một thứ sức mạnh bao la. Lão ta liền được giải phóng khỏi thứ máy cơ khí gắn trên ngực mình nên rất thoải mái. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi thì một cái dây xích to đùng phóng xuống găm vào lão ta rồi kéo lão từ từ xuống địa ngục. Đúng là người chết tiền chim chết vì mồi mà. Riley sau đó tiến tới phía tên Cenobite đang cầm khối hộp câu đố trên tay hắn ta. Cô muốn thực hiện một giao dịch với tên quỷ đang đứng đó. Riley cũng hiểu rằng lời hứa của những tên Cenobite gớm ghiếc biến dạng này cũng chỉ là mật ngọt chết ruồi nhằm thu thập thêm nhiều hiến tế thôi. Với một giọng điệu kiên quyết,
Cô nói với tên Zenobai là anh trai mình đã biến mất và sẽ không bao giờ quay trở lại. Đầu đinh kia nghe xong cũng mặc kệ rồi ả biến ra ảo ảnh anh trai Matt ốm yếu đứng ngay trước mặt em gái Riley. Matt cầu xin Riley như thể anh mau chóng muốn được Riley cứu thoát ra khỏi nơi này. Nhưng khi cô nhìn vào ảo ảnh đó của Matt thì cô biết rằng bản thân đang bị đầu đinh thao túng tâm lý và cô đã vào cái mắc bẫy của ả rồi. Cô vẫn kiên quyết từ chối dù cho trái tim Riley quặn đau vì cô biết mình sau này sẽ không bao giờ được gặp lại Matt nữa. Đầu đinh liền bẫy cô tiếp bằng cách nói rằng từ giờ trở đi thì Riley sẽ chỉ sống trong đau khổ hối hận mà thôi. Rồi một tiếng xoay vang lên và khối hộp giải đố trở về lại hình dạng nguyên bản của chính nó, còn mấy con quỷ Cenobite cũng tan biến cùng lúc hết, để lại đó là Riley với một Colin đang bị thương nặng. Khi cả hai đi ra khỏi dinh thự đó, Colin quay qua hỏi cô rằng liệu cô có đang thực sự lựa chọn đúng đắn hay không? Nhưng cô không hề trả lời, suy nghĩ thì mông lung lạc lõng vì quyết định vừa rồi của bản thân. Cùng lúc đó, ở dưới địa ngục sâu thẳm là tên Roland White đang phải trải qua nỗi đau khủng khiếp và sự biến dạng cơ thể cực kỳ quái dị, da thịt lão ta chợt bong chóc hết ra rồi lão biến thành một Cenobite mới. Giờ hắn ta sẽ luôn luôn bị trói chặt với cảm giác đau đớn thống khổ. Và đó là toàn bộ nội dung phim Hellraiser Madding ra mắt năm 2022. Anh em nhớ like với đăng ký kênh Dukay Review nhé.